nhà thơ Hàn Mặc Tưởng, một cuộc đời tài năng nhưng nhiều bi kịch. Nhà thơ Hàn Mặc Tưởng, tên khai sinh là Nguyễn Trọng Trí, tên thánh là Bia, sinh ngày 22 tháng 9 năm 1912, qua đời ngày 11 tháng 11 năm 1940, là người khởi xướng ra trường thơ loạn và cũng là người tiên phong của dòng thơ lãng mạn hiện đại Việt Nam. Nhà thơ Hàn Mặc Tưởng cùng với Quách Tấn, Yến Lan, Chế Lan Viên là những nhà thơ được người đương thời ở Bình Định gọi là bàn thành tứ hữu, nghĩa là bốn người bạn ở thành đồ bàn. Tiểu sử: tổ tiên của nhà thơ Hàn Mặc Tử gốc họ Phạm ở Thanh Hóa. Ông cố là Phạm Chương vì liên quan đến quốc sự, gia đình bị truy nã, nên người con trai là Phạm Bồi phải di chuyển vào Thừa Thiên Huế, đổi họ Nguyễn theo họ mẹ. Sinh ra ông Nguyễn Văn Toản, lấy vợ là Nguyễn Thị Duy, con cụ Nguyễn Long, ngự y có danh thời vua Tự Đức, sinh hạ được 8 người con. Là Nguyễn Bá Nhân, tức nhà thơ Mộng Châu, cũng là người dìu dắt Hàn Mặc Tử trên con đường thơ văn. Nguyễn Thị Như Lễ, Nguyễn Thị Như Nghĩa, Nguyễn Trọng Trí, Nguyễn Bá Tính, đây là người dời mộ Hàn Mặc Tử từ Quy Hòa về Gành Ráng vào ngày 13 tháng 2 năm 1959. Và những người con còn lại là Nguyễn Bá Hiếu, Nguyễn Văn Hiền và Nguyễn Văn Thảo. Hàn Mặc Tử, tên thật là Nguyễn Trọng Trí, được sinh ra ở làng Lệ Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình, khi ông Nguyễn Văn Toản đang làm chủ sự sở thương chánh Nhật Lệ, Đồng Hới. Lớn lên, Hàn Mặc Tử theo cha đi nhiều nơi và theo học ở các trường tiểu học Sa Kỳ, Quy Nhơn, Bồng Sơn, Sa Kỳ. Đến năm 1926, cụ thân sinh của Hàn Mặc Tử bị bệnh và qua đời ở Huế. Hàn Mặc Tử được mẹ cho học tiếp ở trường Belleville, Huế. Năm 1930, Hàn Mặc Tử thôi học theo mẹ vào Quy Nhơn, Bình Định. Gia đình ông theo đạo Công giáo, ông được rửa tội tại nhà thờ Tam Tòa với tên thánh là Pedro Francisco. Hàn Mặc Tử mang vóc mình ốm yếu, tính tình hiền từ, giản dị, hiếu học và thích giao du bè bạn trong lĩnh vực văn thơ. Do cha ông Nguyễn Văn Toản làm thông ngôn, ký lục nên thường di chuyển nhiều nơi, nhiều nhiệm sở, nên Hàn Mặc Tử cũng đã theo học ở nhiều trường khác nhau. Hàn Mặc Tử, Lệ Thanh, Phong Trần là các bút danh khác nhau của ông. Ông có tài năng làm thơ từ rất sớm khi mới 16 tuổi. Ông đã từng gặp gỡ Phan Bội Châu và chịu ảnh hưởng khá lớn của chí sĩ này. Ông được Phan Bội Châu giới thiệu bài thơ Thức Khuya lên một tờ báo. Sau này, ông nhận một suất học bổng đi Pháp, nhưng vì quá thân với Phan Bội Châu nên đành đình lại. Ông quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp năm 21 tuổi, lúc đầu làm ở Sở Đạt Điền. Đến Sài Gòn, ông làm phóng viên phụ trách trang thơ cho tờ báo Công Luận. Khi ấy, Mộng Cầm ở Phan Thiết cũng làm thơ và hay gửi lên báo. Hai người bắt đầu trao đổi thư từ với nhau. Và khi ấy, nhà thơ quyết định ra Phan Thiết gặp Mộng Cầm. Một tình yêu lãng mạn nên thơ đã nảy nở giữa hai người. Theo gia đình của nhà thơ Hàn Mặc Tử, thì vào khoảng đầu năm 1935, họ đã phát hiện những dấu hiệu của bệnh phong trên cơ thể ông. Tuy nhiên, ông cũng không quan tâm vì cho rằng nó là một chứng phong ngứa gì đó không đáng kể. Cho đến năm 1936, khi ông được xuất bản tập Ghé Quê rồi đi Huế, Sài Gòn, Quảng Ngãi, vào Sài Gòn lần thứ hai, được bà Bút Trà cho biết đã lo xong giấy phép cho tờ Phụ Nữ Tân Văn, quyết định mời Hàn Mặc Tử làm chủ bút. Bấy giờ, ông mới nghĩ đến bệnh tật của mình. Nhưng ý ông là muốn chữa cho dứt hẳn một loại bệnh thuộc loại phong ngứa gì đấy, để yên tâm vào Sài Gòn làm báo, chứ không ngờ đến một căn bệnh nan y. Khoảng những năm 1938-1939, Hàn Mặc Tử đau đớn dữ dội. Tuy nhiên, ở bên ngoài thì không ai nghe ông rên rỉ than khóc. Ông chỉ gào thét ở trong thơ. Trước ngày Hàn Mặc Tử vào trại phong Quy Hòa, Nguyễn Bá Tính, em ruột của nhà thơ cho biết tình trạng bệnh tật của anh mình như sau. Da anh đã khô cứng nhưng hơi nhăn ở bàn tay vì phải vận dụng sức khỏe để kéo các ngón khi cầm muỗng ăn cơm. Bởi vậy, trông như mang chiếc găng tay bằng da thô, toàn thân khô cứng. Ông Nguyễn Bá Tính
trong một chuyến thăm bệnh viện Quy Hòa, có đến thăm bác sĩ Gottville, giám đốc bệnh viện Quy Nhơn. Bác sĩ nói rằng, bệnh cùi rất khó phân biệt, giới y học thời đó chưa biết rõ lắm. Tuy triệu chứng giống nhau nhưng lại có nhiều thứ. Ông bác sĩ quả quyết bệnh cùi không thể lây dễ dàng được. Nhiều thông tin cho rằng, một hôm Hàn Mặc Tử đi dạo với bà Mộng Cầm ở lầu ông Hoàng Phan Thiết. Qua một cái nghĩa địa có một ngôi mộ mới an táng thì gặp mưa. Bỗng ông phát hiện ra từng đốm đỏ bay lên từ ngôi mộ. Sau đó ông về nhà nghỉ, để rồi sớm mai ông phát hiện ra mình như vậy. Đó là căn bệnh do trực khuẩn Hansen gây nên. Thời đó vì thành kiến sai lầm rằng đây là căn bệnh truyền nhiễm nên bệnh nhân thường bị hắt hủi, cách ly, xa lánh, thậm chí là bị ngược đãi. Hàn Mặc Tử cũng không là ngoại lệ. Lúc này, gia đình ông phải đối phó với chính quyền địa phương vì họ đã hay tin ông mắc căn bệnh truyền nhiễm, đòi đưa ông cách ly với mọi người. Sau đó, gia đình phải đưa ông trốn tránh nhiều nơi. Xét về mặt hiệu quả chữa trị là phản khoa học, vì lẽ ra phải sớm đưa ông vào nơi có đầy đủ điều kiện chữa trị nhất lúc bấy giờ là Bệnh viện Phong Quy Hòa. Trong câu chuyện với người em của thi sĩ Hàn Mặc Tử, bác sĩ Gottville cũng nói rằng kinh nghiệm từ các trại cùi, không có bệnh nhân nào chỉ đau có từng ấy năm mà chết được. Ông trách gia đình Hàn Mặc Tử không đưa nhà thơ đi trại phong sớm hơn. Bác sĩ cho rằng Hàn Mặc Tử qua đời do nội tạng hư hỏng quá nhanh vì uống quá nhiều thuốc tạp nham của lang băm trước khi nhập viện. Ông bỏ tất cả quay về Quy Nhơn vào nhà thương Quy Hòa, mang số bệnh nhân 1134 và từ trần vào lúc 5 giờ 45 phút rạng sáng ngày 11 tháng 11 năm 1940 tại đây vì chứng bệnh kiết lỵ khi mới bước sang tuổi 28. Cuộc đời của nhà thơ Hàn Mặc Tử có duyên với bốn chữ Bình. Sinh tại Quảng Bình, làm báo Tân Bình, có người yêu ở Bình Thuận và qua đời tại Bình Định. Ông được biết đến với nhiều mối tình, với nhiều người phụ nữ khác nhau, đã để lại nhiều dấu ấn trong văn thơ của ông. Có những người ông gặp, có những người ông chỉ giao tiếp qua thư từ, và có những người ông chỉ biết tên như Hoàng Cúc, Mai Đình, Mộng Cầm, Thương Thương, Ngọc Sương, Thanh Huy, Mỹ Thiện. Bút danh Hàn Mặc Tử. Nguyễn Trọng Trí làm thơ từ năm 16 tuổi, lấy hiệu là Phong Trần rồi Lệ Thanh. Đến năm 1936, khi chủ trương ra phụ trương báo Sài Gòn mới đổi hiệu là Hàn Mặc Tử. Sau, ông lại đổi thành Hàn Mặc Tử. Hàn Mặc Tử nghĩa là chàng trai đứng sau bức rèm lạnh lẽo, trống trải. Sau đó, bạn bè gợi ý ông nên vẽ thêm mặt trăng khuyết vào bức rèm lạnh lẽo để lột tả cái cô đơn của con người trước thiên nhiên, vạn vật. Mặt trăng khuyết đã được đặt vào chữ mạc thành ra chữ mặc. Hàn Mặc Tử có nghĩa là chàng trai bút nghiêng.